Trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đang có tình trạng hai người xưng công an, cán bộ phường đến các cửa hàng kinh doanh ép người dân mua vé ủng hộ ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Một người phụ nữ trú phường 6 quận 8 cho biết, đầu giờ chiều ngày 29 tháng 5, có hai người đàn ông đi xe máy tới cửa hàng của chị trên đường Phạm Thế Hiển để hỏi thăm tình hình kinh doanh rồi đề nghị mua vé xem ca nhạc. À, tại vì em ở đây buôn bán, em chỉ thuê, em kinh doanh thì em cũng mới bán thôi. Nên là em không có biết mặt ai bên bên phường hết. Thì anh đứng anh đợi giùm em chút xíu để em vô em kêu cô ra. Thì em mới nói tới đó thôi à. Cũng đeo túi tiền rồi sẵn rồi, cũng chuẩn bị rút tiền để đưa rồi đó. Nhưng mà thấy ngần ngại cho nên nói anh chờ chút. Mà em vừa nói là anh đứng chờ chút thì anh nói là thôi à, vậy có gì lên phường ủng hộ đi thì, tụi em đi. Xong rồi anh vừa nói miệng thì nói thì chân đi. Hai ảnh đi ra xe lên xe đi cái dèo một cái đi luôn. Thì lúc đó em mới nghĩ lại là ủa không lẽ là mình lừa hay sao mà sao đi nhanh dữ vậy. Xong rồi sau rồi em mới từ từ mới hẳn lại, cũng có gọi lên bên công an phường hỏi. Thì mấy ảnh nói là đâu có chương trình gì đâu, với lại có chương trình gì thì bên bên phường thường là người ta cũng là phát động về xã, về phường, về thôn, về tổ đi người ta đến, chứ cũng không phải là trong giờ hành chính này kia đâu, cũng không có đi như vậy. Theo hình ảnh camera ghi lại, hai người đàn ông trên cao khoảng 1m67 đến 1m7, ngoài 40 tuổi. Hai người này nói chuyện rất thân thiện, tự nhiên, nói rất nhanh và lưu loát để lấy lòng tin của người dân. Ngoài ra, trên địa bàn quận 8 cũng có hai chủ cửa hàng khác rơi vào trường hợp tương tự và đã mua vé của hai kẻ giả mạo trên. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.